Ok, Hoàng Hà xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì với lượng hàng được đi rất là lớn, buổi chiều muộn thì bên Viettel cũng đã tiến hành qua bên em để chuẩn bị nhận hàng rồi vận chuyển đến tay toàn thể các bác. Hàng được chuyển lên khá là nhiều này. Đây là kín xe nhá. Hàng đóng rất là chắc đúng không ạ? Rất là nhiều mẫu sản phẩm như là S12K này, hay những mẫu đẩy liền vang. Trong đây là gần như là đã kín rồi, gần như kín hoàn toàn rồi. Đấy. Số lượng hàng đi rất là lớn nhá. Bác nào quan tâm hay là muốn đặt hàng, muốn tham khảo những sản phẩm của Hoàng Hà thì có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155 để được bên em tư vấn và đặt hàng. Hàng trước khi đi thì bên em hoàn toàn đã bỏ ra và test hàng kỹ và kiểm tra hàng đầy đủ rồi bắt đầu tiến hành đóng hàng, gửi hàng đi cho các bác và anh em. Hàng trước khi đi thì được đóng gói rất là chắc chắn nhá. Tất cả những sản phẩm của Hoàng Hà khi anh em nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, bỏ ra kiểm tra và test hàng đầy đủ rồi mới thanh toán. Đúng hàng, đúng chất lượng thì nhận. Đây, đóng cực kỳ là chắc luôn. Gần như là kín xe nhá. Nguyên hàng của Hoàng Hà rất là nhiều, khối lượng khá là lớn. Gần Tết rồi nên là các bác cũng sắm những cái bộ dàn này về để chơi gia đình cũng rất là nhiều. Nên là đặc biệt những cái thời điểm lần này, đợt này thì bên em sẽ có những chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá hay là những phần quà tặng kèm để gửi tặng cho các bác. Thì bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà Auto để có thể đặt hàng nhá. Kín xe. Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em trong những video lần sau. Xin chào.